Hello, hello, hello. Chào mừng các bạn đã đến với Suri, hướng dẫn trị mụn cùng chuyên gia tại nhà. Trong video của tuần trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu một ca mụn vô cùng khó khăn và rất nặng. Thì tuần này sẽ là một tình trạng các bạn hay gặp nhiều hơn, mà điển hình hay gặp ở nữ. Khi mà các bạn hay gặp những cái nốt mụn mà cứ lên đi lên lại, lấy nhân xong lại lên lại, lấy nhân xong lại lên lại, và thành cái sẩn cục cứng rất khó chịu, kèm theo một vài trường hợp có dấu hiệu ngứa nữa. Và nó cứ tái tái lại, dùng rất nhiều phương pháp không hiệu quả. Thì làm thế nào có thể xử trí chúng? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua ca tiếp theo của tuần này. Đây chính là hình ảnh của cái ca tuần này. Chúng ta hãy xem qua hình ảnh trước khi phân tích theo format. Rồi, ok, phần số 1 đó là nhân sinh học. Đây là một khách hàng nữ 25 tuổi. Nữ 25 tuổi, ở độ tuổi này đã độ tuổi chín chắn hơn và chúng ta có nghị lực quyết tâm hơn rồi. Khi phải hỏi rõ bao nhiêu tuổi và nam hay nữ để biết được là mình khi xử trí thì nó sẽ có sự khó khăn khác nhau. Số 2 đó là tiền sử. Đây là một ca đã từng bị mụn nhiều năm, 2-3 năm, và đã dùng nhiều phương pháp không cải thiện. Về tình trạng skincare, có dùng các thuốc trị mụn, có dùng Aerolic ở nhà, có dùng sữa rửa mặt và serum. Vậy thì đây là ba sản phẩm vô cùng cơ bản, nó không thể đủ cho điều trị mụn được, mà chúng ta cần phải nhiều loại hơn. Đối với một trường hợp đã có kinh nghiệm skincare như này rồi thì chúng ta có thể hướng dẫn, người ta sẽ hấp thu, người ta sẽ làm nó dễ hơn. Tuy nhiên thì nếu như khách hàng của chúng ta hoặc chính bản thân bạn đã từng skincare rất nhiều cái cách mà không hiệu quả rồi, thì các bạn nhớ là hãy reset, bỏ qua hết cái cũ đi và học cái mới để điều trị và xử trí cho mình. Bởi vì nếu cái cũ đã có hiệu quả thì không có lý do gì các bạn cần phải đổi cái mới cả. Còn nếu cái cũ đã tiếp tục dùng không hiệu quả thì không có lý do gì các bạn giữ lại, hãy bỏ những cái cũ và xây những cái mới. Phần số 3 đó là thói quen công việc. Đây là một bạn bản thân là một bác sĩ và đang công tác ở một bệnh viện. Như vậy, bác sĩ mà công tác ở bệnh viện thì điều kiện môi trường làm việc sẽ không bị bụi như ở bên ngoài, tức là điều kiện nó sẽ khá là sạch, không khí trong lành. Nhưng có một nhược điểm, đó là khi là bác sĩ các bạn cần phải đeo khẩu trang nhiều, và đặc biệt đây là bạn cần phải đeo khẩu trang trong phòng mổ. Thế thì đeo khẩu trang sẽ làm cho các vi khuẩn kỵ khí, đặc biệt là các viêm nhiễm ở vùng đeo khẩu trang nó dễ hình thành. Bởi vì khi mà các bạn đeo khẩu trang kín lên thì nó sẽ tạo ra một cái môi trường rất kín, và trạng thái gọi là hấp hơi ấy, thì nó mụn viêm nó sẽ lâu khỏi hơn. Điều kiện công việc, bạn này ở ngay gần bệnh viện nên là không phải chịu nhiều cái việc ô nhiễm môi trường và bụi bặm hàng ngày. Nghị lực phấn đấu, bản thân là bác sĩ thì đương nhiên các bạn đã phải có thói quen tốt hơn rồi. Còn nếu đã không có thói quen tốt hơn thì không thể là bác sĩ được, yên tâm. Chắc chắn nếu như hiểu về nguyên lý, các bạn ấy làm cực kỳ chuẩn, đây là một cái tín hiệu tốt. Khi mà các bạn chủ spa đang xem cái video clip này, các bạn cũng có thể hỏi được khách hàng của mình và đưa được phác đồ phù hợp với từng thói quen của mỗi người. Phần số 4 là đánh giá tình trạng hiện tại. Trước khi kiểm tra bất kỳ các ca mụn nào thì chúng ta cần phải biết được các vấn đề. Đầu tiên là tiếp da, đúng không? Các bạn hãy nhìn hình dung da của bạn này. Mụn nhiều nhưng lỗ chân lông không quá lớn. Như vậy bạn này sẽ không thể là một tiếp da dầu được, cho dù các bạn chưa hỏi. Và nhìn qua hình ảnh này thôi, nếu như chưa cần hỏi kỹ thì chúng ta có thể biết được đây là một tiếp da hỗn hợp và bình thường, tức là thường và hỗn hợp. Nó cũng không quá khô, không quá dầu. Tại sao thế? Các bạn hãy có nhiều kinh nghiệm hơn, cũng như xử trí nhiều ca hơn thì các bạn sẽ có kinh nghiệm thôi, nhìn qua đoán được. Nó sẽ có rất nhiều dấu hiệu ở trên lâm sàng và nhìn thấy không có nhiều vẩy da, có nghĩa là da các bạn sẽ ít bị khô. Tiếp theo đó là về tình trạng mụn. Chúng ta hãy quan sát xem tình trạng mụn nổi bật đó là rất nhiều mụn ẩn, mụn đầu đen rải rác toàn bộ khuôn mặt. Nhưng có một điều đặc biệt đó là tính chất mụn ở vùng quanh miệng thì là nhiều sẩn cục, sưng nhưng mà không đang không có lên mủ. Và khi nếu các bạn kiểm tra những nhân mụn này thì thấy là nó không có nhiều nhân. Đây là một dấu hiệu điển hình của một cái tình trạng mụn mà hay gặp. Các bạn có thể comment xuống bên dưới cái nhận định của bạn về tình trạng này, là mụn này gặp phải nguyên nhân gì, là làm thế nào để lên được phác đồ cho căn này và tiên lượng ra sao. Đừng quên comment xuống bên dưới để tiếp tục học hỏi và tự lên cho mình các phác đồ, cùng học trị mụn với chuyên gia. Tiếp theo đó là nền da. Nền da sần sùi, dày sừng. Như vậy đối với ca này thì nguy cơ tái phát là cao, bởi vì cơ địa da bị dày sừng hơn và mụn bị khắp mặt, như toàn mặt chứ không phải bị theo một vùng khu trú. Khi mụn bị nhiều vùng thì có nghĩa là nó không chỉ ảnh hưởng bởi các yếu tố ở nội tại mà nó còn ảnh hưởng bởi các yếu tố toàn thân nữa. Thì đối với ca này thì phải hỏi xem là bạn này kinh có đều không, có dùng thuốc tránh thai không, có đang dùng thuốc gì hay không, thì các bạn cần hỏi kỹ. Ok, sang phần số 5 là tiên lượng và giải pháp. Sau khi đã hỏi hết về thông tin tuổi này, giới, skincare, các phác đồ đã điều trị, các sản phẩm đang sử dụng, tình trạng mụn như thế nào, chúng ta hãy cùng nhau đưa ra giải pháp và tiên lượng.
Đối với can này mụn nhiều thì bác sĩ yêu tiên lượng là điều trị nó sẽ lâu khỏi, bởi vì nền da dày sừng thì cần phải bình thường hóa sừng hóa nên là sẽ mất thời gian. Thứ hai đó là bao giờ thì nữa. Đối với mụn trường hợp này nó sẽ có rất nhiều thể, từ mụn ẩn, mụn viêm đến cả các cái sẩn cục mà bác sĩ yêu chưa nói cho bạn được nguyên nhân, đó là ở vùng cằm. Do đó can này điều trị là sẽ lâu cải thiện và chậm đáp ứng. Tiếp theo là tiên lượng về các cái tai biến để lại, các cái di chứng để lại. Về thâm, can này sẽ không bị thâm nhiều bởi vì mụn nhiều mà thâm không có nhiều như thế này. Tiếp theo là về nguy cơ sẹo, bạn này cũng không có nhiều sẹo cũ, như vậy can này khỏi xong có lẽ nó cũng không sẽ có nhiều sẹo đâu. Để tiên lượng của bác sĩ Hiếu thôi, các bạn tiên lượng nào đừng quên comment xuống bên dưới. Và giải pháp cho can này, theo các bạn, nếu đặt các bạn vào trường hợp này thì bạn sẽ làm gì cho cái can này? Hãy cùng nhau comment xuống bên dưới những cái điều các bạn nghĩ. Và đón chờ vào thứ 6 tuần này, giải đáp, phác đồ, xử trí để có một kết quả đẹp. Và các bạn đừng quên like, subscribe nếu các bạn thấy video clip này hay, và ủng hộ để giúp bác sĩ Hiếu nhanh chóng đạt 1 triệu subscriber để có nút vàng của YouTube. Bác sĩ Hiếu xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.